Mr. Jimmy Lee là ai? Profile nét nhất về chủ tịch tập đoàn Bin Corporation. Khao khát chứng minh bản thân, ý chí kiên cường, tư duy nhạy bén và tinh thần dám nghĩ, dám làm đã giúp chàng trai đến từ vùng quê Tam Kỳ Quảng Nam trở thành một doanh nhân thành đạt. Đó chính là Sát Lê Hùng Anh Mr. Jimmy Lee, người sáng lập kim chủ tịch tập đoàn Bin Corporation. Câu chuyện khởi nghiệp của vị doanh nhân 8X này sẽ tiếp tục khơi nguồn cảm hứng cho thế hệ thanh niên Việt Nam. Sát Lê Hùng Anh sinh năm 1987, sinh ra tại Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, trong một gia đình làm nghề nông. Khi chứng kiến những bước chân trần lam lũ trên mảnh đất quê hương Tam Kỳ và cảnh cha mẹ phải lo lắng mọi việc trong nhà, gia đình sống trong cảnh nghèo khó, chàng trai Lê Hùng Anh đã nung đúc những ước mơ khởi nghiệp đầu tiên. Sau khi tốt nghiệp lại giỏi trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm tỉnh Quảng Nam, Lê Hùng Anh vào Sài Gòn nhập học khoa Công nghệ thông tin, Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh. Trong giai đoạn này, ông đã bắt đầu nghiên cứu về lĩnh vực công nghệ thông tin và thực hiện các hoạt động khởi nghiệp. Dự án tiêu biểu là hệ thống dạy học trực tuyến và cửa hiệu bác sĩ máy tính. Theo mô típ thường gặp của các startup là thất bại rồi gây dựng lại, liên tiếp vài lần cho đến khi Lê Hùng Anh chạm ngõ thương mại điện tử. Từ đó đến nay, các hoạt động của ông đều xoay quanh với những ý tưởng ứng dụng công nghệ vào các lĩnh vực dịch vụ doanh nghiệp, tư vấn tài chính, dịch vụ du lịch, bất động sản. Năm 2009, Sắc Lê Hùng Anh mạnh dạn thành lập công ty chuyên về hệ thống website, lưu trữ dữ liệu doanh nghiệp, hỗ trợ dịch vụ du lịch cùng 5 cộng sự. Đó là tiền thân của tập đoàn Bin Corporation. Khi ký kết các dịch vụ hỗ trợ visa du lịch cho khách với các công ty nước ngoài, Sắc Lê Hùng Anh nhận thấy sự thiệt thòi của doanh nghiệp Việt Nam khi phải chi trả nhiều khoản phí phát sinh ở những khâu trung gian. Nhận ra thách thức cũng là cơ hội kinh doanh, Sắc Lê Hùng Anh đã đi đến tận nơi để tìm hiểu căn nguyên của vấn đề nhằm xây dựng giải pháp tối ưu nhất. Sắc Lê Hùng Anh Mr. Jimmy Lee đã đem bước chân mình in dấu trên nhiều đất nước, từ những trung tâm tài chính của thế giới Hồng Kông, Singapore, Dubai, những quốc gia xa xôi ở châu Âu. Ông cho biết lý do mình thường phải ra nước ngoài nhiều lần, thậm chí sống và làm việc như người bản xứ tại một số quốc gia, là để giải quyết triệt để khó khăn mà doanh nghiệp đang gặp phải. Tại đó, ông vừa tìm hiểu các thủ tục, thông lệ các nước, vừa tôi luyện tư duy tiến bộ, nhạy bén, linh hoạt với sự thay đổi nhanh chóng của thị trường số. Trực tiếp một sở thị và chinh chiến, Sắc Lê Hùng Anh đã thành lập doanh nghiệp ở nước ngoài và dễ dàng giải quyết các vấn đề tài chính mà khi ấy trong nước còn vướng. Trải qua hơn 13 mùa đông, Sắc Lê Hùng Anh giờ đây đã gây dựng Bin Corporation Group thành tập đoàn đa ngành có hơn 250 nhân sự, với trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh và các văn phòng tại Hồng Kông, Singapore, Lithuania, Canada và Hoa Kỳ. Tập đoàn là mái nhà chung của các công ty thành viên, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển dịch vụ truyền thông Bin, công ty trách nhiệm hữu hạn Traveler, công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý và kinh doanh bất động sản Bin, công ty cổ phần Anh IBC, cùng các công ty liên kết khác tại các quốc gia như Hoa Kỳ, Hà Lan, Vương quốc Anh, Singapore, Hồng Kông. Đến nay, hệ sinh thái dịch vụ của Bin Corporation Group đã có hơn 1 triệu khách hàng cá nhân và 30.000 khách hàng doanh nghiệp trên toàn cầu. Trong một bài phỏng vấn của báo Tuổi Trẻ, khi được hỏi về lời khuyên cho thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay, chủ tịch tập đoàn Bin Corporation cho biết mình không đưa ra lời khuyên hay chia sẻ với tư cách một người đã thành công mà với tư cách một người đang tiếp tục thực hiện tầm nhìn của mình, khao khát của mình. Điều mà Sắc Lê Hùng Anh thực sự khao khát là chứng minh với thế giới về năng lực làm dịch vụ công nghệ của người Việt cũng toàn diện, đổi mới và sáng tạo, thậm chí không thua kém các chuyên gia ở quốc gia phát triển. Bin Corporation Group đang nỗ lực củng cố tầm ảnh hưởng này khi không ngừng hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ đáp ứng tiêu chí đổi mới, sáng tạo. Một sự kiện không thể bỏ lỡ trong tháng 11 này, Shark Tank Forum 2022 Transforming Your Business with Blockchain Technology, công nghệ chuỗi khối, gia nhập cuộc chơi, bứt phá tăng trưởng. Shark Tank Forum 2022, sự kiện hoành tráng nhất năm dành cho các startup và doanh nghiệp SMEs trên cả nước. Định hình bức tranh công nghệ blockchain bởi các chuyên gia hàng đầu Việt Nam và quốc tế. Phá vỡ rào cản ngại chuyển đổi số, tìm ra giải pháp ứng dụng chuyển đổi số hiệu quả cho doanh nghiệp. Tháng 11 này, với sự góp mặt của diễn giả quốc tế về blockchain, Dr. Jonathan Reichenthal và các diễn giả uy tín khác. Hãy là người đầu tiên sở hữu chiếc vé của Shark Tank Forum 2022, ưu đãi lên đến 20%. Nhớ bấm nút theo dõi Shark Tank Việt Nam và các chuyên mục hấp dẫn tại đây.